đã đến với kênh Thế Giới Bí Ẩn, kênh chuyên tổng hợp những clip độc đáo khác lạ về những điều bí ẩn trên thế giới muôn màu. Hãy cùng chúng mình khám phá những điều thú vị xung quanh cuộc sống chúng ta nhé. Các bạn nhớ ấn nút subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho channel của chúng mình. Xin chào. Trong thể thao, nếu chỉ tồn tại những pha giao tranh nảy lửa kịch tính mà không có chút gì đó hài hước, vui nhộn, thì quả thực nó sẽ trở nên có phần khô khan và nghiêm túc quá. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem lại những màn tấu hài vô tình tạo ra phút giây vô cùng thú vị và giải trí cho khán giả nhé. Khi bạn gặp phải đối thủ không cân sức theo đúng nghĩa đen, thì thật khó để bạn có thể biến thành người hùng hay idol quốc dân trong mắt của các cô gái. Chàng trai mang áo số 31 này đã có màn đối đầu sai người sai thời điểm để rồi bị anh chàng lực điền bên kia chiến tuyến dễ dàng hút văng và thực hiện một cú úp rổ ghi điểm đầy mạnh mẽ, bỏ lại thanh niên nhỏ nồi kia lăn lê bò toài trên sân. Đã thế, ông thần vừa ghi điểm kia còn đổ thêm dầu vào lửa thì có màn từ chối hợp tác kéo nạn nhân đứng dậy, dù kẻ tội nghiệp kia đã giơ tay nhờ trợ giúp. Các buổi tập luyện trước trận đấu là những bước chạy đà vô cùng quan trọng trong mỗi trận đấu. Ấy thế mà cầu thủ nào mà lại cùng đội với ông Thánh Troll này chắc lại phải ôm mặt mà khóc thét. Ai đời cả team thì đang trong bài tập chạy lùi, thanh niên tinh nghịch này lại làm luôn quả troll khiến cho đồng đội ngã sấp mặt luôn. Thế này thì tình nghĩa anh em không biết liệu có bền lâu. Jose Mourinho với cá tính mạnh cùng sự nghiêm khắc trong huấn luyện đã từng có thời gian bị chính học trò của mình bật lại trung tâm, dẫn đến một thời ông phải gắn liền với biệt danh nạn nhân của FC phản thầy. Tuy nhiên người đặc biệt cũng có riêng cho mình những học trò trung thành và sẵn sàng chết vì ông. Một trong số đó phải kể đến một cầu thủ với cá tính vô cùng mạnh mẽ là Zlatan Ibrahimovic. Hãy xem cách hai thầy trò họ dù đang ở khác chiến tuyến nhưng vẫn trao nhau những cái ôm vô cùng thân thiết như thế này mới thấy được cái tài và lý do vì sao Mourinho lại thành công đến như vậy. Ông lại làm trò con bò để chờ tôi ói bóng ra để đi ăn hôi đúng không? Trò này ở quê tôi đầy. Chắc đây là tiếng lòng của chàng thủ môn này khi đối thủ của anh cứ dền dứ không chịu để anh phát bóng lên. Thế là một màn dọa yêu được diễn ra khiến cho chính người thực hiện và kẻ gây rối đều bật cười vì hành động có phần hơi trẩu tre của mình vừa xong. Cầu thủ phạm lỗi với nhau, nhẹ thì bị nhắc nhở, nặng thêm tí bị cho cái thẻ vàng,
mà quá đáng lắm luôn thì ngậm ngùi đi tắm sớm với tấm thẻ đỏ cùng án treo giò trước mắt. Thế mà cầu thủ lại đốn giò trọng tài thì không biết phải xử lý tội trạng này ra sao bây giờ. Một cú va chạm tương đối mạnh của thanh niên áo vàng áo đỏ với vị vua áo đen khiến ông nằm vật ở sân nhăn nhó. À thế mà không những được thoát tội, gã cầu thủ ranh mảnh mang áo số 25 còn nhanh trí rút ngay tấm thẻ vàng cảnh cáo trọng tài vì tội chống người thi hành công vụ, khiến anh Tài phải cười dù cho miệng vẫn đang đau sau cú va chạm. Tận cùng của tan vỡ, anh biết đó là gì không? Là khi mình đã lớn tồng ngồng, thậm chí còn là đội trưởng đầy uy quyền của hẳn một đội bóng. Vậy mà còn bị một thằng nhỏ vắt mũi chưa sạch chọc cho quê độn. Thôi thì mình chỉ còn biết cười nhưng lệ đổ trong tim thôi. Chứ cay lắm mà biết làm gì được bây giờ. Sir Alex Ferguson với biệt danh máy sấy tóc ám chỉ việc ông nổi tiếng nghiêm khắc với học trò, đặc biệt là những giây phút ở trong phòng thay đồ. Ấy vậy nhưng bất chấp tất cả, Patrick Evra vẫn cậy cơ là học trò cưng của thầy, nên đã có pha trôn ông thầy đáng kính của mình một cách không thể vui nhộn hơn, mặc cho Fergie đang khá tập trung theo dõi trận đấu. Mặc dù nổi tiếng là một người vô cùng nghiêm khắc trong công việc, tuy nhiên người đặc biệt Jose Mourinho cũng có không ít những tình huống tấu hài cười ra nước mắt. Huấn luyện viên của Tottenham Hotspur trong một trận giao hữu bỗng chốc hóa thành hậu vệ với chỉ số ẩn siêu cản phá, phá bóng ngay trong chân của cầu thủ trên sân. Tất nhiên với ý nghĩa của một trận giao lưu văn nghệ nên nữ trọng tài chính chỉ nở nụ cười cùng vài câu cảnh cáo cho màn hóa thân thành nghệ sĩ hài này của Mourinho mà không có thêm bất kỳ án phạt nào. Không hổ danh là chú quỷ đầu đàn một thời, Wayne Rooney luôn là cái tên đi đầu trong khoảng chơi khăm các đối thủ không đội trời chung của Manchester United, và màn trêu ngươi này của gã Fred đã khiến các vị khách Arsenal tỏ ra vô cùng nóng máu. Khi đã bị trọng tài biên căng cờ báo việt vị, số 10 của Man United vẫn cố rê bóng để không cho các cầu thủ bên phía Arsenal thực hiện một quả đá phạt nhanh. Neymar ngoài khả năng rê bóng thượng thừa nhờ đôi chân ma thuật của mình thì thái độ có phần trêu ngươi đối thủ của siêu sao Brazil cũng là nguyên nhân dẫn đến việc anh trở thành cái gai trong mắt của nhiều cầu thủ bên kia chiến tuyến. Thử hỏi nếu đặt mình vào trong tình huống bị cựu sao Barca trôn như thế này, bạn có muốn tặng lại cho Neymar một cú soạt bóng cho bỏ tức không? Hên xui thôi, nhưng anh gặp nhiều chấn thương không đáng có rồi đó, Neymar Jr. Vừa rồi là những tình huống vô cùng hài hước và thú vị trong thể thao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào!